Giao y được trải nghiệm ngồi máy cày. Ây ơi. Hôm nay được trải nghiệm ngồi máy cày với ông nội à? Nha. Có thích không? Lần đầu tiên được ngồi máy cày này. Hết chăng? Có thích không? Hết tiền rồi. Có thích không? Rồi, xin mời anh Giao Vi đi xuống. Chụp chân ạ. Ôi trời ơi. Chưa, từ ăn nội làm gì được ngồi xe này. Tập thể dục ơi. Không đứng lên được thế này. Bay lên xem nào. Bay lên. Chụp chân.